Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức CSP. Lời đầu tiên, thầy chúc các em luôn luôn khỏe mạnh, vui vẻ và đam mê trong học tập. Đây là kênh dạy học miễn phí, hỗ trợ các em học giỏi môn toán từ lớp 6 đến lớp 12. Hôm nay thầy đồng hành cùng các em 12 để ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học và cao đẳng. Video này thầy sửa câu số 6 tương tự câu 46 theo đề thi mẫu của Bộ Giáo dục. Sau khi học xong bài này, thầy sẽ giúp các em hiểu tìm điểm cực trị của hàm số hợp khi biết đồ thị của hàm số ban đầu. Bây giờ chúng ta vào sửa bài tập. Câu số 6 tương tự câu 46 cho hàm số f có đồ thị như hình vẽ. Hàm số rx bằng f của trừ x mũ 3 trừ x có điểm cực đại x0 bằng. Chúng ta có 4 đáp án. Để giải bài này, trước hết, từ đồ thị của hàm số f, chúng ta lập bảng xếp dấu của f phẩy. Từ đó, chúng ta đi tìm điểm cực đại của hàm số x0. Mà muốn tìm điểm cực đại của hàm số x0, chúng ta phải tìm đạo hàm của hàm số rx và giải phương trình tìm nghiệm đạo hàm của hàm số rx. Trên cơ sở đó, chúng ta sẽ xếp dấu đạo hàm của hàm số rx để tìm ra điểm cực đại x0. Bây giờ thầy sửa bài tập. Từ đồ thị hàm số y bằng fx, ta có bảng xếp dấu f(x) như sau. Trước hết nhìn vào đồ thị, các em thấy x bằng 0 là điểm cực đại, x bằng 2 là điểm cực tiểu. Do đó ở trong bảng xếp dấu f(x) ta có hai nghiệm 0 và 2. Ở phía phải, trong khoảng từ 2 đến cộng vô cực, hàm số f đồng biến cho nên bảo hàm mang dấu dương. Trong khoảng từ 0 đến 2, hàm số nghịch biến cho nên đạo hàm mang dấu âm. Và trong khoảng âm vô cực 0, hàm số đồng biến cho nên dấu đạo hàm mang dấu dương. Vậy chúng ta có bảng xếp dấu như sau. Bây giờ chúng ta đi tìm đạo hàm của rx. Rx sẽ bằng đạo hàm của trừ x mũ 3 trừ x nhân với f phẩy của trừ x mũ 3 trừ x. Đạo hàm của trừ x mũ 3 trừ x sẽ bằng trừ 3 x bình phương trừ 1. Đưa dấu âm ra ngoài thì chúng ta được trừ của 3 x bình phương cộng 1 nhân với f phẩy của trừ x mũ 3 trừ x. G phẩy x bằng 0 thì tương đương với f phẩy của trừ x mũ 3 trừ x bằng 0, bởi vì 3 x bình phương cộng 1 luôn luôn dương với mọi x thuộc R. Bây giờ dựa vào dấu của đạo hàm fx thì chúng ta sẽ có trừ x mũ 3 trừ x sẽ bằng 0 khi và chỉ khi trừ x mũ 3 trừ x bằng 0 hoặc trừ x mũ 3 trừ x bằng 2. Vậy tương đương với trừ x mũ 3 trừ x bằng 0 hoặc trừ x mũ 3 trừ x bằng 2. Dùng máy tính và giả hai phương trình này, chúng ta sẽ được x bằng 0 hoặc x bằng âm 1. Bây giờ chúng ta lập bảng xét dấu của r(x) để chúng ta tìm điểm cực đại x0. Dòng x từ âm vô cực đến cộng vô cực, r(x) có hai nghiệm âm 1 và 0 như chúng ta đã tìm ở trên. r(x) bằng 0 tại âm 1 và 0. Bây giờ chúng ta đi xét dấu trong một khoảng, bởi vì những nghiệm này là những nghiệm đơn, do đó dùng quy tắc đan dấu thì chúng ta sẽ tìm dấu của những khoảng còn lại. Trước hết chúng ta xét r(x) dương. R(x) dương, các em nhìn vào dấu của r(x). r(x) dương mà trong đó trừ của 3x bình phương cộng 1 luôn luôn mang dấu âm. Do đó tương đương với f' của trừ x mũ 3 trừ x mang dấu âm. Dựa vào bảng xếp dấu của f', chúng ta thấy f' của trừ x mũ 3 trừ x âm
khi và chỉ khi trừ x bằng 3 trừ x nằm trong khoảng từ 0 đến 2. Vậy tương đương với 0 nhỏ hơn trừ x bằng 3 trừ x nhỏ hơn 2. Như vậy đến đây chúng ta có một hệ hai bậc phương trình, đó là 0 nhỏ hơn trừ x bằng 3 trừ x nhân 2 về với âm 1 thì chúng ta được x mũ 3 cộng x nhỏ hơn 0. Bất phương trình thứ hai là trừ x mũ 3 trừ x nhỏ hơn 2. Chuyển sang bên phải thì chúng ta được x mũ 3 cộng x cộng 2 lớn 0. Vậy dùng máy tính để giải từng bất phương trình này thì chúng ta sẽ được. Như vậy, nghiệm chung của hệ này là x bé hơn âm 1. Vậy khi x bé hơn âm 1, tức là x thuộc khoảng từ âm vô cực đến âm 1 thì r phải x mang dấu dương. Vậy từ đó chúng ta xác định dấu của r phải như sau. Nên ta có dấu của r phải đó là dương đến âm đến dương, vì những nghiệm này là những nghiệm phân biệt. Cho nên dùng quy tắc đan dấu thì chúng ta sẽ xét dấu trong những khoảng còn lại. Vậy từ đây chúng ta sẽ kết luận điểm cực đại của hàm số đó là x bằng âm 1, bởi vì bên trái của âm 1 hàm số đồng biến và bên phải của âm 1 hàm số nghịch biến. Như vậy, điểm cực đại của hàm số là x0 bằng âm 1, chúng ta chọn đáp án A. Đây là một bài toán tìm điểm cực đại của một hàm số hợp khi viết đồ thị của hàm số f cho trước. Đây là một kiến thức cơ bản mà các em cần lưu ý, bởi vì những dạng bài tập này là những dạng bài tập rất hay trong bài toán tìm cực đại và cực tiểu. Như vậy bài học đã kết thúc. Các em nhớ đăng ký và bấm chuông để nhận được các video mới nhất của thầy YouTube Lê Minh Đức GSP. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi bộ này. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.